đèn sáng này. Đây là công tắc bật bóng đèn sáng. Đây là công tắc bật nhiệt này. Đây là tắt nhiệt, bật nhiệt này, mình sẽ bật nhiệt lên này. Tăng giảm nhiệt đèn xanh này, đỏ này. Đấy. Mình cài đặt nhiệt bao nhiêu trong khoảng này, 40, 50, 60, 70, 80 này, tùy theo khách hàng mức độ nhiệt yêu cầu. Đấy. Đèn báo. Sau khi bật nhiệt xong, nhiệt nóng rồi. Đấy, nhiệt có nóng đó. Khi muốn mở khay ra phải có cái quay này. Đấy. Đấy, mở quay như này. Chỉ phải nhấc khay được. Đấy. Khi muốn khóa khay vào. Đấy, không nhấc được. Đấy. Ok, vâng. Vâng, có mỗi vậy thôi.